Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Nga cáo buộc Ukraine có kế hoạch động binh với vùng ly khai Moldova Mỹ chuẩn bị gia tăng trừng phạt Nga Công ty Trung Quốc đang đàm phán gửi máy bay không gửi lái cho Nga Tổng thống Ukraine tuyên bố tình hình ở miền Nam rất nguy hiểm Ông Putin đang dính vào cái bẫy do Ukraine dựng ra khi quân đội Nga ngày càng thất bại 16 xa tăng cùng hàng chục bọc thép nằm la liệt, gần 800 lính Nga bị Ukraine tiêu diệt trong cuộc phản công xuất sắc. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thiên Ý mới chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, Nga cáo buộc Kiev đang chuẩn bị cho kế hoạch động binh đối với Transnistria, vùng ly khai của Moldova mà Moscow đang triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây. Bộ Quốc phòng của Nga nói trong một thông báo rằng, theo thông tin chúng tôi có được, trong tương lai gần, chế độ Kiev đang chuẩn bị một cuộc khiêu khích vũ trang chống Transnistria. Kế hoạch sẽ được thực hiện bởi các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm cả sự tham gia của đơn vị theo chủ nghĩa dân tộc Azov. Nga cáo buộc Kiev có thể có kế hoạch để làm tiền đề cho việc động binh với Transnistria, thông qua tổ chức một cuộc tấn công dưới danh nghĩa quân đội Nga từ vùng lãnh thổ ly khai Moldova vào phía Ukraine. Để làm được như vậy, Nga cáo buộc Ukraine sẽ để cho những phần tử phá hoại mặc đồng phục quân đội của phía Moscow. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ theo dõi sát sao tình hình ở biên giới Ukraine và Transnistria và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ thay đổi nào trong tình hình. Ukraine chưa bình luận về cáo buộc từ Nga. Transnistria là vùng đất hẹp nằm giữa sông Dniester và biên giới Moldova-Ukraine, có dân số hơn 500.000 người. Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, khu vực này đòi ly khai khỏi Moldova, châm ngòi cho cuộc xung đột quân sự vào tháng 3 năm 1992 và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7 năm 1992. Nga đã đưa lực lượng gìn giữ hòa bình với quân số không quá 1.500 người đến Transnistria để hỗ trợ những người ly khai thân Nga trong hàng chục năm qua. Quan hệ Nga-Moldova có xu hướng leo thang sau khi Moscow xâm lược Ukraine. Hồi đầu tháng, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Moldova có thể trở thành Ukraine thứ hai với tư tưởng chống Moscow. Ông cáo buộc Tổng thống Moldova Maia Sandu đang thúc đẩy việc đưa quốc gia Đông Âu gia nhập NATO. Nhà ngoại giao Nga cáo buộc Moldova đang né tránh việc đàm phán về tình hình vùng Transnistria. Phía Moldova đã bác bỏ điều này. Ngày 13 tháng 2, Tổng thống Sandu cho rằng Nga đang có kế hoạch dùng người đã được huấn luyện quân sự, đóng giả dân thường để kích động bạo lực, tấn công các tòa nhà chính quyền và bắt con tin, nhằm thay thế chính quyền hiện nay bằng một chính quyền thân Nga. Theo bà, kế hoạch này nhằm ngăn Moldova gia nhập EU và sử dụng lãnh thổ Moldova cho cuộc xâm lược tại Ukraine. Nga đã lên tiếng bác bỏ, cho rằng các buộc trên là vô căn cứ. Mỹ chuẩn bị gia tăng trừng phạt Nga. Các lệnh trừng phạt mới sẽ được áp dụng đối với các ngân hàng, lĩnh vực công nghệ, quốc phòng của Nga và sẽ ảnh hưởng tới các cá nhân và thực thể tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 24 tháng 2 sẽ có một cuộc họp trực tuyến với nhà lãnh đạo các nước thành viên của nhóm G7 và tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Tòa Bạch Ốc cho biết, cuộc họp nhằm đánh dấu một năm cuộc xâm lược ở Ukraine và công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân và thực thể hỗ trợ nỗ lực chiến sự của Nga. Lãnh đạo các nước này năm ngoái cũng đã gặp nhau để thảo luận các biện pháp trừng phạt Nga, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karin Strandberg cho biết, lãnh đạo các nước sẽ thảo luận cách thức tiếp tục hỗ trợ Ukraine và nhằm gia tăng sức ép buộc Nga ngừng cuộc xâm lược ở Ukraine. Các lệnh trừng phạt mới sẽ được áp dụng đối với các ngân hàng, lĩnh vực công nghệ, quốc phòng của Nga và sẽ ảnh hưởng tới các cá nhân và thực thể tham gia vào cuộc xâm lược ở Ukraine. Mỹ cũng sẽ công bố một cái viện trợ mới dành cho Ukraine trong lĩnh vực kinh tế, an ninh và năng lượng. Công ty Trung Quốc đang đàm phán gửi máy bay không người lái cho Nga. Nga đang đàm phán với một nhà sản xuất Trung Quốc để mua 100 máy bay không người lái, dự kiến bàn giao trong tháng tư tới. Tạp chí của Đức Der Spiegel đưa tin vào ngày 23 tháng 2 nhưng không nêu nguồn tin cụ thể. Trong những ngày gần đây, Mỹ, Đức và các nước phương Tây khác cảnh báo Trung Quốc chớ gửi vũ khí cho Nga để sử dụng tại Ukraine, tuyên bố rằng việc đó sẽ vấp phải hậu quả nghiêm trọng. Phương Tây cho rằng Nga đã và đang mua vũ khí từ Iran và Triều Tiên, nhưng đến nay Trung Quốc chưa tham gia. Theo tin của The Spiegel, hãng sản xuất máy bay không người lái Trung Quốc Xi'an Bingo Intelligence Aviation Technologies cho biết đã chuẩn bị sản xuất 100 máy bay không người lái Sexy 180, loại có thể mang đầu đạn nặng 30-35 kg. Theo bài báo, mẫu máy bay không người lái này tương tự Shahed 136 của Iran – loại mà Nga sử dụng để thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào hạ tân của Ukraine. Tạp chí cũng cho biết Xi'an có kế hoạch giúp xây dựng một địa điểm sản xuất máy bay không người lái ở Nga để có thể làm ra 100 chiếc mỗi tháng. Xi'an Bingo chưa phản hồi đề nghị bình luận. Cũng theo bài viết của The Spiegel, đã có kế hoạch để một công ty thuộc quân đội Trung Quốc gửi cho Nga phụ tùng thay thế cho máy bay chiến đấu Su-27. Tôi đã nói với đại diện Trung Quốc rằng, Điều này không thể được chấp nhận, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói với đài truyền hình ZDF ngày 23 tháng 2 khi được hỏi về thông tin rằng Trung Quốc có thể giúp Nga. Tổng thống Ukraine tuyên bố tình hình ở miền Nam rất nguy hiểm. Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận tình hình quân sự ở một số vùng thuộc miền Nam của nước này rất nguy hiểm, trong khi mặt trận miền Đông rất khó khăn. Trong bài phát biểu hàng đêm qua video vào ngày 23 tháng 2, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết lực lượng thân Nga tiếp tục tấn công trở lại tại thành phố Kherson, miền nam của Ukraine, phá hủy hạ tầng khí đốt. Ông Zelensky nói, ở một số vùng tại miền Nam, tình hình rất nguy hiểm. Nhưng quân đội của chúng ta đã có cách đối phó đối phương. Tôi mới nhận được báo cáo về tình hình Kherson. Cuộc tấn công mới nhất của Nga đã phá hủy đường ống khí đốt chính cung cấp khí đốt cho khoảng 600 tòa nhà, phục vụ hơn 40.000 người. Ông nhấn mạnh, công tác sửa chữa Akerson sẽ tiếp tục cho đến khi hệ thống sửa giấm ở đây được khôi phục. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, chúng ta sẽ xây dựng lại, bất kể Nga và lực lượng thân Nga làm gì, chúng ta cũng sẽ xây dựng lại, khôi phục lại mọi thứ. Ông cho biết thêm, ở mặt trận miền Đông, tình hình rất khó khăn và đau đớn, nhưng chúng ta đã làm mọi thứ để vượt qua. Những tháng gần đây, lực lượng Nga dồn lực lượng tăng cường các cuộc tấn công nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass ở miền đông Ukraine, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk. Tổng kết tình hình ở các mặt trận khác ở thời điểm cuộc xâm lược của Nga và Ukraine trong một năm, ông Zelensky cho biết, khu vực Odessa, Biển Đen vẫn trong tầm kiểm soát. Ở phía Bắc, quân đội của Ukraine tiếp tục nắm được ý định của lực lượng của Nga và tăng cường phòng thủ ở các vị trí quan trọng Ông Putin đang dính vào cái bẫy do Ukraine dựng ra khi quân đội của Nga ngày càng thất bại. Cựu người viết diễn văn cho Vladimir Putin nói rằng một nước Nga đang suy tàn kết hợp với quá khứ làm điệp viên KGB của chính Putin đã dẫn đến cuộc xâm lược Ukraine. Abbas Galiamov, người đã phục vụ trong 3 năm với tư cách là người viết diễn văn cho Putin kể từ khi ông được bầu lần đầu tiên vào năm 2001, nói với đài phát thanh quốc gia Australia rằng Putin mà ông biết hai thập kỷ trước hoàn toàn trái ngược với con người mà ông đã trở thành. Ông ấy không phải là một chính trị gia. Về mặt tinh thần, ông ấy vẫn là một điệp viên KGB và những người này họ không đặt mục tiêu. Khi mối đe dọa xuất hiện, Putin bắt đầu chiến đấu với mối đe dọa này. Ông Goliamov nói, đó là lý do tại sao Putin luôn phản ứng với các mối đe dọa bên ngoài đang xuất hiện và giải quyết những vấn đề đó và khi không có vấn đề gì, anh ta chỉ trôi theo dòng nước để mặc cho dòng sông cuốn anh ta đi. Ông ta hoàn toàn không phải là một chiến lược gia. Đó là lý do tại sao ông ta bị mắc kẹt bây giờ. Ngày 24 tháng 2 là ngày tròn một năm, kể từ khi Putin ra lệnh cho quân đội của mình xâm lược Ukraine, gây ra một cuộc chiến kéo dài có liên quan nặng nề không chỉ các quốc gia Đông Âu mà về cơ bản là tất cả NATO và phương Tây. Biểu tình đã nhân đôi hành động gây khấn trong bài phát biểu trước quốc gia kéo dài 2 giờ vào hôm thứ Ba. Trong đó, ông đổ lỗi cho Ukraine vì đã trở thành con tin của chế độ Kiev và các chủ nhân phương Tây của họ. Những lời lẽ chọc ngoáy của ông đối với phương Tây rất nhiều, đồng thời đổ lỗi cho giới tinh hoa vì những lời nói dối được cho là đã gây ra sự thúc đẩy và leo thang cuộc chiến đang diễn ra. Cựu người viết diễn văn cho ông chủ Điện Kremlin Kolyamov gọi Putin là con tắc kè hoa. Người khi lần đầu tiên giành được quyền lực quốc gia đã tự tin hơn và không yêu cầu các chiến thuật khung hăng để chiếm đoạt quyền lực chính trị. Điều khiến ông khác biệt với các nhà lãnh đạo liên xô cũ như Joseph Stalin, người thích tra tấn người dân. Goliamov cho biết suy nghĩ và hệ tư tưởng đó bắt đầu thay đổi vào khoảng năm 2016 do người Nga tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước hơn là chính sách đối ngoại liên quan đến Mỹ, Ukraine hay NATO. Chúng bao gồm những lo ngại về sự suy giảm chất lượng cuộc sống, nền kinh tế yếu kém, các hệ thống xã hội như chăm sóc sức khỏe xuống cấp và tham nhũng. Golia Mop nói, ông ấy đã thực sự mất đi tính hợp pháp và ông ấy cần phải thay đổi bối cảnh nhận thức về chính trị Nga. Ông ấy cần khiến mọi người bắt đầu suy nghĩ về chính sách đối ngoại và kẻ thù nước ngoài. Đó là lý do tại sao ông ấy cần leo thang Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng nếu không có Ukraine và không có NATO, ông ấy sẽ tìm thấy một số kẻ thù khác mà ông ấy cần để củng cố Nga xung quanh mình. Putin đã chuyển từ điều hành một chế độ độc đoán sang một nhà nước toàn trị. Ông nói thêm, đồng thời gọi cựu điệp viên KGB là một nhà chiến thuật xuất sắc, nhưng chiến lược kém cỏi, tương tự như Adolf Hitler. Hôm thứ Tư, Goliath Mop nói với hãng truyền thông Đức Deutsche Welle, đi đập diều rằng Putin không có kế hoạch B, ngay cả khi 100% giới tinh hoàng Nga và một nửa dân số Nga nói chung, hiểu chung rằng tình hình đang diễn ra sai hướng, và Putin đang sập vào cái bẫy mà phương Tây soạn sẵn cho Nga ở Ukraine. Ông nãy, cô đội Nga về mặt lý thuyết có thể dàn xếp việc này thông qua các cơ quan đặc nhiệm của Nga. Họ đã bị hủy hoại, theo đúng nghĩa đen, danh tính của họ bị hủy hoại lòng tự trọng của họ bị hủy hoại bởi người Ukraine, bởi quân đội Ukraine. Biểu tình tiếp tục lao thang căng thẳng hạt nhân bằng cách khứa hẹn phóng tên lửa trong năm nay. Đồng thời, ông đã tạm thời ngừng tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới. Các nhà phân tích đã ước tính rằng cuộc xâm lược của Ukraine của Nga đã tiêu tốn hơn 9.000 tỷ rúp với khả năng xảy ra một năm chiến tranh nữa dẫn đến chi tiêu lớn hơn trong toàn bộ ngân sách của Nga. 16 xe tăng cùng hàng chục bọc thép nằm la liệt gần 800 lính nga biển Ukraine tiêu diệt trong cuộc phản công xuất sắc. Quân đội liên bang nga đã xâm chiếm Ukraine 365 ngày trước. Trong thời gian này đã mất hơn 6,5 ngàn xe bọc thép và 586 máy bay cùng với trực thăng. Tuy nhiên trên hết, kẻ thù bị tổn thất về nhân lực cho đến nay 145.850 binh sĩ và sĩ quan của nga bị tiêu diệt. Vào đêm trước, những người lính Ukraine đã gửi thêm 790 kẻ xâm lược xuống địa ngục. Dữ liệu cập nhật về tổn thất của lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã được tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine công bố trên Facebook. Ngoài rất nhiều nhân viên của quân đội chiêm đông Nga, trong ngày, quân phòng thủ đã đốt cháy thêm 24 phương tiện chiến đấu bọc thép và 16 xe tăng của quân xâm lược. Các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine đã biến 7 hệ thống pháo binh cổ địch, 3 phương tiện và xe chở dầu và hai thiết bị đặc biệt một hệ thống phòng không thành sắc vụn. Ba chiếc UAV cấp tác chiến chiến thuật của quân xâm lược đã bị bắn hạ trên bầu trời. Ngoài ra, kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của quân đội Nga, các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine đã vô hiệu hóa 873 tên lửa hành trình của Liên bang Nga, phi quân sự hóa 471 hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS, 299 máy bay, 287 trực thăng, 18 tàu và thuyền. Như đã đưa tin, quân phòng thủ Ukraine đã chống trả quyết liệt những kẻ xâm lược đang cố gắng đột phá bằng một đại đội xe tăng và bộ binh ở vùng Luhansk. Các phương tiện bọc thép của kẻ thù đã bị phá hủy. Những người lính của lực lượng vũ trang Ukraine chỉ ra rằng kết quả là một ngọn lửa cho một triệu người đã xuất hiện. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư hdnews gmail com Một lần nữa đội ngũ HD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.